Thưa quý vị, khoảng 50 mét kè Hòn Rớ đã bị rào chắn bằng tôn. Đây là thực tế ghi nhận sau khi người dân ở khu vực bờ kè Hòn Rớ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa phản ánh tới đường dây nóng Alo V9. Vâng, và trong phản ánh gửi đến cho chúng tôi thì người dân nơi đây nói về những khó khăn trong việc neo đậu tàu do bờ kè bị rào chắn. Theo người dân địa phương thì rào chắn bằng tôn cao hơn 2 mét, dài khoảng 50 mét, được lắp đặt kiên cố trên bờ kè phía đông cảng cá Hòn Rớ thuộc xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là nơi neo đậu của hàng chục tàu thuyền đánh cá của người dân địa phương. Các chủ tàu cho rằng rào chắn đã che khuất tầm nhìn, gây ảnh hưởng đến việc neo đậu tàu thuyền, nhất là việc bảo quản tài sản ở trên tàu. Phần khu neo đậu tàu thuyền bị che chắn như vậy khiến cho nhiều người dân lo lắng trước nguy cơ mất tài sản trên tàu, bởi vì họ không thể trực tiếp quan sát bảo vệ tài sản của mình. Vâng, và phóng viên đường dây nóng Alo V9 thì đã đến ghi nhận thực tế tại khu vực neo đậu phía đông cảng cá Hòn Rớ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Mấy ngày nay, ông Phạm Mân và các chủ tàu ở thôn Hòn Rớ 1, xã Phước Đồng cảm thấy bất an vì khu vực neo đậu tàu cá bị rào chắn. Trước đây, các chủ tàu chỉ ngồi trong nhà cũng có thể quan sát bảo vệ tàu cá cũng như ngư lưới cụ trên tàu. Còn nay thì không, vì tầm nhìn bị che khuất bởi một bức tường bằng tôn cao hơn 2 mét, dài hàng chục mét. Ở trên kia mình ngó ra, mình dòm thấy ghe mình nó dễ, nó trống rồi nè. Mình ngó ra, dù người ta họ lên ghe, họ ăn cá cái gì, mình ngó, mình thấy mình lo được mình đấy. Mình nói là sao là lấy đồ rồi, còn đâu khi nó bị kia đây nè, mình không thấy kìa, mình đã trong nhà ngậu kia ra đây, rồi nó lấy cái nó lấy cái gì mình đâu có biết. Ban đêm, và ví dụ như bây giờ mà ăn cắp bắt trộm á, ăn cắp bắt trộm sao mà biết được, một tấm lưới người ta cũng đã 5 triệu rồi, ở đây nó kéo xuống thì nó làm 50 tấm thì mình đâu có biết được. Bức tường bằng tôn này được dựng lên để bảo vệ công trình dự án khu neo đậu tránh trú bão sông Tắc kết hợp cảng cá Hòn Rớ. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn cho tài sản ngư dân bị ảnh hưởng, nên đại diện nghiệp đoàn nghề cá xã Phước Đồng kiến nghị các đơn vị liên quan phải có phương án an toàn cho tàu cá ngư dân. Bà con cũng nói là bây giờ ghe cổ tài sản người ta đậu dưới sông, dưới nước. Nhưng mà bây giờ mà che hết kiểu này thì bà con ở trong này dòm ra không có thấy tàu thuyền. Mình lỡ sự cố gì trên ở ngoài biển, ngoài nước thì bà con không có thể nào biết được con tàu của mình như thế nào. Nên là bà con cũng là kiến nghị là ví dụ như bây giờ là bất cẩn này là làm như thế nào, rồi ghe người ta đậu ở đâu. Hiện nay, việc xây dựng rào chắn đang tạm dừng sau khi vấp phải sự phản ứng của ngư dân. Các chủ tàu mong muốn quá trình triển khai dự án phải đảm bảo có nơi neo đậu an toàn cho tàu thuyền của ngư dân. Và trong 24 giờ qua thì đường dây nóng Alo V9 qua số điện thoại là 0389247247 cũng đã nhận được nhiều phản ánh của người dân liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống. Và trong số các thông tin tiếp nhận thì có một khán giả ở Hà Nội phản ánh rằng sau khi mua trái phiếu của một tổ chức tín dụng đã bị tổ chức này chiếm dụng trái phép. Khán giả có điện thoại 8 số đầu 0964-1786, trú ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội phản ánh. Năm 2021, khán giả có 3 trái phiếu của công ty VSET Group với tổng số tiền là 800 triệu đồng. Các trái phiếu đều có kỳ hạn 1 năm. Tuy nhiên đến nay, công ty VSET Group không trả tiền gốc và lãi cho nhà đầu tư mà tự ý chuyển các hợp đồng mua trái phiếu thành hợp đồng hợp tác đầu tư và khất nợ. Khán giả tên Long ở phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa phản ánh. Hiện nay tại đường Vành Đai 2, đoạn từ đầu cầu Quán Trường đến chân cầu vượt đường sắt Ngọc Hội, thành phố Nha Trang, hàng loạt nắp hố ga bị kẻ gian đánh cắp, nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện khi di chuyển qua cung đường này. Đề nghị cơ quan chức năng liên quan sớm khắc phục tình trạng này. Bản tin Phương Nam hôm nay sẽ tiếp tục với các cập nhật về kinh tế đáng chú ý.